Có cây hải châu lá dài của dòng đẻo nè anh em. Cái dòng này là trái nó chùm lắm, mình sẽ để cái trái ở trước cái màn hình đó. Anh em mình thấy cái trái trước màn hình, anh em mình xem dòng hải châu lá dài đẻo đây. Cái dòng này là nó ít gai lắm nha anh em. Nó ít gai hơn những cái thằng khác. Trái nó rất chùm chùm rất là sai. Cây này là những cái thứ mà dòng đảo này nè, cái thân cốt nó rất là nhỏ anh em. Nó khó có cây lớn lắm, chỉ có những cái cây hàng núi thì nó mới bự thôi. Đó, anh thấy không, mình cắt những cái nước cốt này ha, rồi mình nuôi lên cái nước này thì nó liền mới mặt lại, bắt đầu này nó đang nứt rất là nhiều cái canh đọt, thì uống quái quái chút đó, cái cây này thì anh em mình cần cứ alo inbox với mình ha, thì mình giao lưu với mấy anh em những cây này, để thứ nhất anh em làm giống, và cái thứ hai anh em có trái chơi. Cái này anh em mình ghép vô cái chậu ông tường á mấy anh em, thì nó rất là hay. Vậy mình bán giao lưu cho mấy anh em là những cây đã sống và đã đi những cái nước và giống. Thì anh em mình nghiên cứu ha. Ok mấy anh em, bây giờ anh em mình cần cái inbox về bonsai bên. Số điện thoại Zalo là 0932411 1987 nha mấy anh em. Mình đọc lại cho mấy anh em có thể gọi hỏi trực tiếp, hoặc là số điện thoại Zalo là 093 241 1987 mấy anh em. Cái cốt của nó lớn hơn ngón chân mình nha. Và nó có đế rất là đẹp xung quanh, trải xung quanh rất rất là đẹp. Cây thuần chậu nha mấy anh em, thuần chậu. Ok bên em ha.